Hôm nay vẫn đang là những trận đấu cực kỳ cống hiến. Đây là cơ hội tấn công dành cho đội bóng xanh không bao. Và tấn công cực kỳ bài bản đến từ vị trí của Trung Kiên. Và đi bóng và dứt điểm rất dứt khoát đến từ tiền đạo Trung Kiên. Trong bóng đá sân năm thì vai trò tiền đạo được ví như là một pivô. Cảnh trong tình huống vừa rồi. Rất hay. Xử lý rất tự tin đến từ vị trí của Trung Kiên. Nhưng Trung Kiên lúc này đang được chăm sóc quá kỹ thưa quý vị các bạn. Trung Kiên vẫn đang là một trong những mẫu cầu thủ được kỳ vọng ở trên sân. Dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An Vũng Tàu dứt điểm ngay. Đây là cơ hội phản công dành cho Trung Kiên. Trung Kiên! Trung Kiên! Ba đều! Quá hay dành cho vị trí của Trung Kiên. Một cơn mưa bàn thắng trên sân bóng đá số 1 của chúng ta. Và ba đều dành cho Bình An Vũng Tàu. Chúng ta cùng nhau xem lại từ đúng vừa rồi. Một pha tấn công cực kỳ bài bản dành cho Bình An Vũng Tàu. Và lắc bóng rất kỹ thuật đến từ vị trí của Trung Kiên. Cú đá cuối cùng là quá khó thưa quý vị các bạn. Nhà tài trợ Cidet. Đó là nhà tài trợ chính tại mùa giải năm nay dành cho nhà Bình An của chúng tôi. Và như vậy đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An. Một pha tấn công rất bất ngờ. Và đó là vị trí của Trung Kiên. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống vừa rồi. Một tình huống bắt bài tốt dành cho khu vực hàng công của đội bóng Bình An Vũng Tàu. Và Trung Kiên đã đi bóng dứt điểm rất dứt khoát thưa quý vị các bạn. Ngôi sao Trung Kiên vẫn đang được ví như là một trong những cầu gánh ở trên sân. Bàn trống dứt điểm đây. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An. Và lại là vị trí của Trung Kiên. Trung Kiên ngày hôm nay thì đấu quá hay dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An. Và nâng tỷ số lên thành 5-3 ở thời điểm này. Chúng ta cùng nhau xem lại từ đúng vừa rồi. Một pha bắt bài rất tốt đến từ vị trí của Trung Kiên. Trung Kiên đi bóng, Trung Kiên dứt điểm và không có một cơ cứu thua nào dành cho khung gỗ của đội bóng Nguyễn Hữu Cảnh trong tình huống vừa. Đường truyền đã bị bắt bài. Hội phản công dành cho Bình An Vũng Tàu. Trung Kiên dứt điểm ngay. Và đi bóng và dứt điểm rất dứt khoát đến từ vị trí của Trung Kiên. Trung Kiên luôn là như vậy. Có khoảng trống thì ngay lập tức sẽ là một cú vùng chừng nhanh dành cho cầu thủ này. Một lối chơi cực kỳ chất lượng mà huấn luyện viên của đội bóng Bình An Vũng Tàu đang thực hiện ở trên sân. Và thật sự lối chơi phòng ngự này để có thể thực hiện thì các cầu thủ nhí phải được tập luyện rất bài bản thưa quý vị các bạn. Diễn biến quá căng thẳng ở trên sân. Và như vậy đã có bàn thắng tiếp theo. Cơn mưa bàn thắng trên sân đá CV9 của chúng ta ngày hôm nay. Một ngày nắng rất gắt và cơn mưa bàn thắng đã tạo ra những gì mát mẻ nhất trên sân dành cho những khán giả đang theo dõi trực tiếp tại sân ở thời điểm này. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống vừa rồi. Một tình huống tấn công bất ngờ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An Vũng Tàu. Và lần này thì cầu thủ mang cho mình giao số 15 Trung Kiên đã mang về cho mình cú poker rồi thưa quý vị các bạn. Một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa dành cho cầu thủ mang cho mình chiếc áo số 15. Poker là 4 bàn. 4 bàn thắng dành cho Trung Kiên. Một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa. Cú đá rất bất ngờ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An Vũng Tàu. Bóng kẻ chạm vào xa ngang và đi ra ngoài. Thật sự rất đáng tiếc thưa quý vị các bạn. Đây là cơ hội phản công. Dứt điểm. Vào. Bàn thắng dành cho vị trí của Trung Kiên. 1-0 dành cho Bình An Vũng Tàu trong buổi sáng ngày hôm nay. Một pha tấn công cực kỳ bài bản và mở ra cơ hội tấn công dành cho Bình An Vũng Tàu. Cú đá của Trung Kiên là quá khó thưa quý vị các bạn. Một điểm chạm vừa đủ để có thể tạo ra bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Bình An. Và Trung Kiên là người làm quá tốt nhiệm vụ của mình trong tình huống vừa rồi.